Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình là Đào Xanh Tiên Xanh đây. Ok, từ từ cho chút. Đó, mũi cán của anh em ơi. Thề luôn, bây giờ tôi đang ở ngoài trời. Nè, anh em thấy không? Mọn này. Không có nhòa. Đang trang bò. Ok. Để ở dưới phần trọ tôi, ở dưới trọ thì tôi không có lồm gì hết. Chỉ là hạt thôi, còn gì nhờ thì phải đi trang bò, phải đi lồm phụ gia đình. Bao giờ rảnh thì mở lên lồm YouTube cho anh em xem. Ok. Thì trước khi bước vào video thì xin chúc anh em có một ngày mới vui vẻ nha, mạnh khỏe bên người thân và gia đình. Ok. Và nếu mà xem video mình thứ hai cho xin một like nha, nhớ like nha. Giờ này ít người like quá buồn, không buồn sương sương à. Ok. Thợ mỏ phải không? Ok. Có về bọn comment là bảo là đến thợ mỏ đi anh. Ok, thợ mỏ thì thợ mỏ thôi. Tôi sẽ chỉ anh em hai cái điểm lợi và điểm bất lợi cho con này. Đa số điểm lợi nhiều hơn và điểm bất lợi cũng nhiều nữa. Ok. Thời gian nó rất hầu rất là nhanh. Liền thì 2 phút máy à. Ủa. Bữa trước liền có 40 giây à. Hình như mấy nào mới sửa lại. Ừ. Ok. Đập luôn. Chán à, không ai đập hết, không ai đánh hết. Ok, xin rồng quá, xí xí tôi gọi kia tôi cho mấy ông ơi. Thời gian hậu con này cũng nhanh anh em, nhưng mà nếu anh em chơi con level 1 thì nó yếu hơn. Thật sự nếu anh em cầm con thợ mỏ level 1 thì nó rất là yếu. Giờ tôi kiếm nhau 11 12 để đập. Ok, giờ đang tìm nhờ mộng mày hay đây. Khó nha. Cấp ít quá không tìm thấy nhò, khó là buồn nhỉ. Cấp cầu cầu xíu dễ tìm hơn em. Ngoài trời gió rất là mát nhưng mà mũi khó là nhiều. Tôi phải đề phòng mấy con mũi nữa mấy ông ơi. Bò thì tôi cọc rồi đây, tôi cọc nó lại để ra dễ làm video hơn. Bởi vì là để thỏ nó đi, nó đi tùm lum mà, nó chạy tùm lum á, nên là tôi không thể kiểm soát nó được. Giờ tôi phải đỡ con này đi bộ đi. Tôi đang đánh quần bộ và phải đỡ nó đi bộ chứ. Chứ kiểu như nó ba là nó gặp một trái bom ba là nó chết liền rồi. Nên là phải đỡ nó đi bộ anh em. Đi bộ thì dù gì nó giảm đúng trái bom mà giảm trái bom kia nó vẫn không chết. À, nhà 11. Tôi nghĩ nhà 11 này khó yếu nên là tôi bỏ. Đánh nhà chết kèo xíu. Ok, thả mỏ tôi sẽ đón thả mỏ bo nha anh em. Bình hai bình ben. Bo hình hùng máu. Tôi nghĩ là anh em không nên dùng nhân bỏ đâu. Đây đây nhà 12 nha, 11 nha. Nhà này cũng mạnh đấy. Ok anh em chưa? Ok chưa? Anh em lưu ý cho tôi một điều là anh em đánh phải đánh nhờ về bên nha. Còn nhờ về bên trước, còn nhờ lính hậu thì nó không có. Bởi vì thanh niên này không có ở trong bon thì chắc chắn là không có lính hậu rồi. Bên này thì không có cờ tượng nhưng mà công trình rất là mạnh. Anh em thấy công trình nó nỏ nam, súng 10, súng lấy vào 10, lấy vào 11 không à. Nên là cũng cứng đấy. Ok, tôi sẽ đánh hướng 6 giờ nha. Ok, đánh hướng lại qua hướng tốn giờ xíu. Ok, đánh hướng gần nhiều bên để cho dễ hơn. Ok, thả. Được cái là né, anh em đánh thiệt nhanh. Đánh nó sập cái nhà về bên trước. Thả luôn luôn. Ok. Xong anh. Những chiến binh của ta. Nó mũi. Thề luôn, mũi nhiều vãi. Nó được cái là né hết cái mấy kỹ năng. Ok anh em. Cố gắng đập được kìa. Ok, phá quỷ được nó là ok rồi anh em. Đang bàn lại. Thêm một bình hồi máu tái nữa anh em. Ok. À, mũi cán quá. Không. Khó chịu vãi.
Khó chịu phải anh em ơi, khó chịu quá. Mũi gán đau quá. Đâu phải cái trưởng nào luôn. Ấy, nhầm. À nhầm ta. Tại nhầm mắt anh em ơi. Không sao, vẫn được. Vẫn được nha anh em. Vẫn đánh được nha anh em. À. Ok. Còn hai cái nỏ thấu vải. Ok. Còn ta vua, bật ta vua luôn. Ok, phá hủy thành công đó rồi. Còn ta hạo anh em, tôi nghĩ là để dành ta hạo đi. Không nên sơ ta hạo lúc này. À. Ok. Dường như đó clear hết rồi đấy. Ok. Còn ta hạo. Bật ta hạo luôn. À. Đấy con vua tôi rồi anh em ơi. Toàn con vua rồi anh em ơi. À. À con hạo nó đang phá tường vãi. Quỳ. Họ nó phá tường vậy là chết rồi. Chết rồi. À. Không còn cơ hội rồi anh em ơi. Nãy tôi thả xe mất bình tóc. Một bình hồi máu chứ. À solo kill. Đó là một tình huống solo kill thành công của anh Hậu. No. Xong rồi cháy rồi. Thấu rồi. Phá tường đó là giờ này phá tường nó xong rồi. Tôi phải cỡ một em bomba vào thôi. Tôi vẫn còn cơ hội anh em. Tôi vẫn còn cơ hội để win được ván này. Tôi phải chờ sự trợ giúp qua một anh bomba. Ok. Chúng ta cũng đang với game đấu thứ hai thế nào. Ok. Đây là thời mở nữa đây. Ok. Thời mở thì anh em đang cho nó đi một mình nha. Đừng luyện thêm pha vô tấm bắt tứ lựa quân này. Cho đi một mình thôi. Full thả mỏ đánh ok. BCB bây giờ là mình không có thời gian luyện. Nhưng bây giờ mình đánh luôn. Để kịp up clip cho anh em luôn. 6 giờ rồi. Tầm 7 giờ là có video cho anh em nha. Quốc. Giờ thì ăn hiếp nhầm mừng vòng. Đánh nhầm vòng nha. Mạnh mạnh xíu. Ok. Hồi nãy mình đánh thì nó không có cờ tượng nhưng mà không có cờ tượng nhưng mà nó kiểu như là nhà nó cứng rồi đi. Ok không biết tới nào mà livestream được không nữa hay xui buồn một xíu nữa like. Ok đặt nhà này nha anh em, để nhà về bên trước nha. Nhà về bên đâu ta? Anh em canh nhà bên nó không có nhà bên nè. Tôi nghĩ là tôi nên nét đi. Tìm một cái nhà nữa. Câu ta hơn dạng một xíu. Đánh cho nó dễ. Đánh cho nó mở nhỏ một xíu. Ok. Đang tìm nè anh em ơi. À. Vẫn chưa tìm thấy nhà ông ấy anh em ơi. Ai ai nhà bọn ông ấy đây. Chắc chắn là có cờ tượng đầy đủ nha. Ok. Có luôn còn Hero nè. Tiếp tục phải tiêu diệt Hero trước. Nó là 2 căn. Nhưng không sao vẫn đập được. Vô nó Hero rồi đó. Để xem nhà bên đó coi. Có nhà bên không? Còn không thấy nhà bên anh em. Tôi vẫn chưa thấy bắn giống nhòi bên. Ok. Có một đậu bên này. Có thêm một đậu bên này nữa. Có hay rồi của tôi không sống rồi đi. Bà con thở luôn. Ok. Ồ,
ok, tôi chỉ có một bình hơi máu thôi, đây là từ từ tôi xe đi. Tôi vẫn chưa xe lúc này. Bình tĩnh, tự tin vào đường cây cứu. Ok, sắp xe rồi. Nhưng vẫn chưa, từ từ. Bình tĩnh. Để nó vô xíu ra này mà. Rồi ok, xe này. Cháy 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 rồi em ơi. Hay ra đi rồi cũng giáo ạ. Vẫn không đi luôn em. Tôi đã nhanh tà bật cái từ chối nha em, nó vẫn còn sống anh em. Vẫn còn sống được. Đừng sợ hãi. Cứ bình tĩnh. Ok. Mấy nào bị cổ anh em. Tà họ vẫn còn. Nhưng mà con vua của mình thì chị mất rồi. Vua mình lây bỏ anh em. À vua chưa thỏ luôn kìa, phải. Ok. Anh em đánh là chú ý cho nhà mình, nhà vệ binh nè, nhà lính cờ lon nè, và con hero nữa. Ok. Ok, bỏ xa. Cài dùm vô đây nha. Càng nhỏ. Ba sao nha anh em, cộng vô bao nhiêu lính thì mình bơm luôn. Ok, mình đã sang hoàn thành 2 game rồi đấy. Chúc mừng bạn ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.